Thứ sáu tuần hai mùa chay. Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và từ câu 45 đến câu 46. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh.
Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác già ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Trong mùa chay, giáo hội cho chúng ta nghe dụ ngôn những tá điền. Những tá điền này được chủ nhà cho canh tác vườn nho của mình. Để đến mùa hái nho, họ giao lại cho ông hoa lợi. Đây là một vườn nho được ông chủ quan tâm săn sóc. Ông đã trồng, đã rào dậu, khoét bồn, đạp nho và xây tháp canh. Tiếc thay, khi ông chủ sai các đầy tớ đến để thu hoa lợi, các tá điền chẳng những không nộp mà còn hành hạ họ và giết đi. Nhóm đầy tớ thứ hai cũng chịu chung số phận. Nhưng ông chủ vẫn không thất vọng trước sự độc ác của các tá điền. Sau cùng, ông đã sai chính con trai mình đến với họ. Đứa con thừa tự cũng chẳng được nệ vì, bị lôi ra khỏi vườn nho và giết đi. Khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nói chính mình là người con ấy. Người con của ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Ngài tin báo về cái chết sắp đến của mình bởi tay những tá điền sát nhân là các nhà lãnh đạo Do Thái giáo đương thời. Viên đá thờ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá đầu góc. Đó là công trình của Đức Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Giáo hội sơ khai thích dùng trích dẫn trên đây của Thánh Vịnh 118:22 để nói về việc Đức Giêsu bị loại trừ và được tôn vinh. Bị loại bỏ là việc độc ác của con người, còn trở nên viên đá góc tường
là việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về giáo hội, thuộc về đoàn dân mới. Chúng ta hạnh diện vì được trao phó vườn nho là nước Thiên Chúa và lo lắng trước trách nhiệm phải sinh hoa lời cho xứng ở đời này. Làm thế nào để giáo hội nộp hoa lời đúng mùa cho chủ? Làm thế nào để chúng ta không rơi vào tội của các tá điền đi trước? Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.